Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với YBTV. Thì ngày hôm nay mình có một clip khá là hay của các bạn đây. Đó chính là hôm nay mình sẽ tổng hợp lại tất cả các clip con kỳ đà nó săn mồi, để cho các bạn xem là con kỳ đà này nó săn mồi được những cái loại thức ăn gì, và nó săn mồi những cái loại thức ăn đấy như thế nào. Ui, trong clip này có cực kỳ nhiều loại thức ăn của con kỳ đà luôn. Bây giờ các bạn hãy cùng đón xem nhá. Ok. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ đến với đoạn clip con kỳ đà nó ăn dế. Thì đây là một cái thức ăn rất là phổ biến, các bạn có thể mua ở bất kỳ tỉnh thành nào, cả các hàng chim, các chim cảnh các kiểu đó. Và con kỳ đà này thì nó sẽ ăn rất nhiều thứ, và cái thức ăn đầu tiên khi mà bọn nó còn bé chứ chính là sâu và dế, là những con nhỏ nhỏ. Ở clip này mình đã phải tua nhanh gấp mấy lần để cho nó sớm sớm xong đi. Tiếp theo chúng ta đến với kỳ đà ăn cá. Ở đây mình mua cá chạch cho nó dễ, mặc dù nó hơi trơn trượt nhưng mà đối với hàm răng nhọn và chắc khỏe của kỳ đà thì không phải vấn đề gì cả. Nó đang ngó ngó à, đã bắt bắt đã trúng rồi. Bình thường mình cầm con cá chạch rất là khó đúng không các bạn, nó rất là trơn nhưng mà con kỳ đà nó răng nó rất là nhọn và chắc, cho nên là nó cắn phát là dính luôn. Đây là một con kỳ đà dương rình mò từ trên cao nhìn xuống và đã bắt. Ôi giời, tóm trượt rồi. Sợ đỉnh vãi. Thế là từ bé đến giờ là tôi chưa cho con kỳ đà ăn cá lần nào cả. Thế là con ăn cá chạch này là lần đầu tiên, mà nó ăn cũng rất là bình thường và nó không có gì là lạ lẫm mồi cả. Lúc con kỳ đà đang bị nó nôn ngược lại. Đây là đạn ăn dế, ai nhầm ăn sâu, sâu rồng. Đây là super gourmet nha các bạn, có thể mua ở các hàng chim cảnh các kiểu. Cá chạch vừa nãy thì có thể mua ở chợ rất là nhiều. Thức ăn rất là dễ dàng để tìm kiếm. Sâu cũng là một trong món ưa thích của con kỳ đà. Từ lúc nhỏ bọn nó cũng chỉ ăn được sâu dế và nói chung là những cái con nhỏ nhỏ, con côn trùng như này thôi mà. Rất là ngon lành nhưng mà là một bữa snack vậy, kiểu giống như chúng ta đang ăn bim bim ấy. Đây là con kỳ đà đang ăn chuột bạch. Đây là đoạn clip mà tôi đang ngồi huấn luyện cho kỳ đà ấy, nhảy ra ngoài kìa, xịn vãi. Ui, quăng 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 bay rồi. Đây, con kỳ đà có thể đứng lên như này. Với bất kỳ loại kỳ đà nào các bạn cho nó ăn thì cũng có thể huấn luyện nó đứng lên như này. Nhưng mà cái tập tính mà đứng hai chân thẳng lên của kỳ đà Argus thì không con nào fake được. Nó chỉ có thể đứng một tí giống như là lúc cho ăn thôi. Các bạn có nhìn con chuột rất là to đúng không? Nhưng mà con kỳ đà vẫn nuốt thoải mái, cái họng nó rất là to luôn. Và mỗi khi con mồi mà nó bị mắc ở bên ngoài, con kỳ đà nó sẽ mài mài cái phần to ở bên ngoài để cho nó bé lại để nhét được vào mồm, chứ nó không dùng tay nhét được như chúng ta, mà nó phải dùng các cái ngoại vật để cố nhét vào. Đó.
kỳ đá nó chạy trên, nó khi mà bọn này nó chạy trên nền gạch như này thì nó rất là trơn, là chạy nhìn trông rất buồn cười. Ui đỡ trúng luôn rồi, bọn này nhắm rất là giỏi các bạn nha. Nhiều lúc mình không thể nào mà mình để ý kịp để mà giật ngược lại được. Và mỗi khi ăn xong thì bọn này nó thường tìm vào cái chỗ nào mà kiểu như là nó cảm thấy an toàn và chỗ nói chung là chỗ trốn đấy để mà nó thưởng thưởng thức bữa ăn của mình. Đây là đoạn clip mình đã ghi lại con kỳ đà ăn con dết, cũng là một trong những thức ăn mà rất là bình thường ở trong rừng của bọn kỳ đà. Chung là bọn nó có thể ăn tất cả mọi thứ từ côn trùng rồi đến thú có vú nhỏ rồi chim cò rồi đấy, côn trùng kể cả như dết này cũng bị bọn này kỳ đà là xử lý và là một thức ăn khá là bổ. Con dết như này các bạn có thể mua được ở hàng bán cá rồng các thứ, đây là dết người ta hay bán cho cá rồng ăn. Đầu mình đăng clip này các bạn lại cứ tưởng là con dết nó sẽ làm thịt con kỳ đà ngược lại, nhưng mà các bạn đã đánh giá thấp sức mạnh của con kỳ đà. Tiếp theo đến chúng ta đến với kỳ đà ăn một loại côn trùng khác, đó chính là bọ cạp. Không biết có phải côn trùng, đúng côn trùng rồi. Đấy, nó lại quang quật. Đây là một chiêu rất là hữu dụng của kỳ đà các bạn ạ. Khi gặp những cái con nào mà khó nhằn hay là cũng không vừa miệng cho lắm thì nó cần phải quang quật để giết chết con mồi trước khi nó nuốt, nó không thì sẽ gây hại cho nó. Và nó không có một cái gì khác ngoài quang quật để mà giết con mồi cả. Thì con bọ cạp đang cố gắng chích vào mắt con kỳ đà, nhưng mà con kỳ đà nhắm mắt rất là chặt và mỗi khi mà cái đuôi chích của con kỳ đà có bọ cạp gần đến mặt con kỳ đà thì nó lại quăng một lần nữa. Giống như chúng ta nuôi khi chúng ta cầm con rắn thì mỗi khi con rắn định cắn thì chúng ta lại đẩy người con rắn ra xa đấy. Đây là một cái bản năng rồi các bạn ạ. Nên là các bạn không sợ kỳ đà, không sợ kỳ đà bị bọ cạp chích đâu nhá. When it hits you, yes, 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 yes,
When it hits you, yes, 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 you shall. When it hits you, yes, 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 you shall. Yes, 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 thịt chim cút tôi mua ngoài chợ và đã cắt nhỏ ra và rắc canxi và thêm cả một ít multivitamin nữa. Đã rất hóng luôn rồi. Đây là đến lượt mình cho kỳ đà ăn trứng. Thì trứng là một cái thức ăn ưa thích của tất cả các loại kỳ đà. Bọn này nó rất hay đi ăn trộm trứng, từ trứng chim cho đến trứng rắn, rồi trứng cả cá sấu luôn, các kiểu luôn. Và đôi khi là trứng của các con kỳ đà khác luôn. Đây một cái đặc điểm khá là hay mà mình thích. Đây mình đang để sẵn 7 viên ngọc rồng đây để cho con kỳ đà nó ăn. Ui, cái nước ở trong mồm nó chảy ra được chính là cái lòng đỏ và lòng trắng quyện lại từ cái quả trứng vừa xong mình cho nó ăn. Cái bọn này khi mà đủ lớn thì nó có thể nhai và bóp cho cái vỏ kỳ đà nó mềm, nó kiểu nó vỡ vỡ ra để cho nó bé lại để cho con kỳ đà có thể nuốt vào được. Đối với kỳ đà nào mà chưa quen ăn trứng thì các bạn có thể đập vỡ một chỗ nhỏ nhỏ rồi các bạn bóc ra để cho nó có ngửi thấy cái mùi trứng bên trong thì nó sẽ lao lên nó đớp thôi. Khi cho ăn trứng cút thì các bạn có thể cho ăn trứng cút lộn hoặc là trứng cút thường, nhưng mà tốt nhất là không nên, mình nghĩ là không nên luộc, bởi vì luộc thì cái trứng cút lộn anh em, cái trứng cút thường nó sẽ chuyển hóa thành một cái chất khác và cũng có thể dễ gây tiêu chảy cho kỳ đà. Còn mình nuôi kỳ đà bao nhiêu năm nay mình cũng chỉ cho ăn trứng thường và không luộc nước, không nước gì cả, khỏe phát triển rất là tốt. Ở buổi 7 quả này mình đã trộn cả trứng cút thường và trứng cút lộn. Nói chung là cũng nên thỉnh thoảng bổ sung trứng cút cho bọn nó các bạn ạ. Và mình thấy có thể có vẻ các bạn bọn nó khá là thích ăn trứng cút. Mình ăn ngon lành luôn đấy. 6 quả rồi, ăn đến quả thứ 7 sẽ triệu hồi rồng thần. Đấy, mình đã phải tua hình lên X3 là 300% tốc độ. 300 hay 400. Ấy rồi, bắt đầu triệu hồi rồng thần. Đây là đoạn cuối là mình ghép clip cho con kỳ đà ăn gà. Thì đây là gà lỡ gà thải các bạn nhé, ở trại. Ui nó bay lên, quá chuẩn luôn. Đây, những con gà không có khả năng sống sót được cho nên là mọi người bán để cho kỳ đà và chó mèo ăn, chăn rắn nữa.